nay gieo hạt giống, tương lai gặt hoa trái. Hôm nay ý nghĩ lành, miệng nói những lời lành, thân làm các việc lành. Quá lành sẽ theo ta như bóng đi theo hình, hình ngày bóng thăng ngày. Hôm nay ý nghĩ xấu, miệng nói những lời xấu, thân làm các việc xấu, quả xấu sẽ theo ta. Như bánh lăn theo xe, xe đâu bánh theo đó. Thiện ác đều có báo, nhân quả luật không sai. Tương lai của đời ta, khổ đau hay hạnh phúc, ngày nay ta quyết định. Hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi, hoa hạnh phúc sẽ nở, quá an vui hiện tiền. Này bạn thân yêu ơi, hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi, cuộc đời sẽ thơm hoa, an lạc sẽ theo ta hôm nay và mai sau. Gia đình thì giáo hội
tại Úc Châu và những cái người Phật tử ở các tiểu bang cũng đồng ý với nhau trong nhiều năm, tức là chọn một cái ngày để mà cho các Phật tử chúng ta có cơ hội để mà về học Phật chung với nhau, gọi là cái khóa tu học Phật pháp. Năm nay thì cái chương trình có lẽ cũng chuẩn bị rất là chu đáo để cho các Phật tử chúng ta học ở trên camera. Và riêng tại đạo tràng chúng ta thì có được hơn 40 Phật tử đăng ký để mà tham dự cái khóa tu học. Đây là một cái tinh thần học Phật được 8 tháng. Và tại đạo tràng mà nghe giảng thường lệ thì như các vị biết là chúng ta đi qua nhiều cái tháng năm, thành ra những cái người Phật tử mà chịu khó để mà nghe và chịu khó để tổng kết hay chịu khó để mà tích lũy cái kinh nghiệm không phải là ai cũng làm được, bởi vì đôi khi chúng ta chỉ nghe qua rồi bỏ, hoặc là giống như cho nó qua ngày đoạn tháng. Tại vì nếu mà chúng ta tính lại thời gian chúng ta ở nước Úc này, trên có nhiều người ở trên 30 năm, có nhiều người ở trên 20 năm, và gần nhất là thầy nói là bản thân của thầy cũng vậy, qua bước qua năm sau là thấy lẩm cẩm rồi, và tính lại là em ơi 60 năm cuộc đời rồi, phải không? Rồi đã vậy rồi còn thêm cái nữa là ở 20 năm hải ngoại. Nhưng mà rồi 20 năm hải ngoại chúng ta không biết chúng ta làm được bao nhiêu chuyện nữa. Bây giờ gặp tính lại thì nó cũng coi như là, nếu nói theo tinh thần của học Phật là đến nay tính lại đã quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Còn có vị thì nói là đã gọi là quên thì quên hết, mà nhớ làm chi nữa, chữ Như Như. Nói theo tinh thần Bát Nhã là cái chữ Như cũng không nhớ nữa. Như thường, như vậy, như nhiên, như như chấn động không thiên không dời. Sự duyên thì đạo khác đời, mà lý chân đời đạo không rời không xa. Vì chấp không, chấp có rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. Sao sao thì sao cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không thì dạng sự đều không, tâm chân dạng pháp thể đồng quy chân. Để đạt được cái vai trò mà tâm không á, thì cái người học Phật chúng ta phải thực tập, chứ không chỉ là suy nghĩ thôi, không chỉ tin tưởng thôi. Mặc dù cái niềm tin và là một sức mạnh rất lớn giúp cho chúng ta duy trì, nhưng mà chúng ta phải có cái sự thực tập. Như những lần trước chúng ta nói về thực tập thiền, hay là thực tập tỉnh thức, hay là thực tập thở. Trong mỗi ngày, mỗi phút giây chúng ta thở, chúng ta phải có thực tập thì chúng ta mới thấy rằng hơi thở mình nó sâu, hơi thở mình hãy thở, người nào thở sâu á thì đời sống sẽ lâu hơn, thọ mạng sẽ dài hơn. Người nào mà gấp gáp quá, mình gọi là nhiều khi mình ăn uống hoặc làm gì quá tới không kịp thở, thì mình biết đời sống mình rất là vội vã. Và ở trong cái vội vã đó, nó cũng có một cái từ ngữ khác, cũng nghĩa là rất là mong manh, đời sống rất là mong manh. Cho nên vừa rồi trong cái buổi học lần trước, các vị nhớ chúng ta học về cái gì không? Bây giờ các vị chắc thuộc bài nhiều. Chúng ta học về vô lượng ân tình. Chúng ta đọc bài thơ rất là dài của thầy Tánh Tuệ, đúng không? Có nhiều cái ân tình mà của người con Phật phải nhớ, từ cha mẹ, thầy tổ, rồi cả là hương hoa, kể cả đời sống. Chúng ta học nó là những cái đó hoa nó cho chúng ta có cái niềm hạnh phúc, cái nét đẹp của hoa, rồi cái chúng ta học từ hoa, bởi vì hoa không có tranh giành, hoa không có ganh ghét, cái mà loại hoa nào cũng nở theo cái nhịp điệu của nó và một cách rất là tự nhiên. Kể cả những cái loại hoa mà cũng biết luôn tàm quý, tức là hoa gì? Hoa trinh nữ, hoa mắc cỡ, biến mắc cỡ. Mà con người của mình mà nghĩa là luyện công tới mức độ gọi là
mặc dày rồi thì không còn biết mắc cỡ nữa không? Người ta nói là mấy người này là cái công phu cao lắm rồi, công phu tới mặc dày rồi, không biết mắc cỡ nữa. Thì chúng ta thua cả một cái loài hoa rất là bình thường, rất là tự nhiên. Khi mình nghe một bản nhạc, mình thấy họ cũng có nhiều cái suy nghĩ khi họ làm bản nhạc, đó là cái loài hoa trên nữ bên vệ đường không có rất là e thẹn và rất là xứng đáng. Và các vị biết hoa nó màu gì không? Đúng rồi, chính xác. Hoa nó rất là nhẹ nhàng, dễ thương lắm, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cây hoa nó màu tím tím. Tím nó là màu tím đó, nó không có đậm như màu tím ở đây, mà nó tím một cách nhẹ nhàng thôi, hoa màu tím đó. Và chúng ta cũng có từng nghe những cái bản nhạc từ hái trộm hoa rừng hay này kia đâu không, thì để thấy rằng chúng ta học được rất nhiều và chúng ta mang ơn, chúng ta nhớ ơn. Bởi vì trong thế giới này chúng ta phải sống trong thế giới biết ơn thì chúng ta mới thấy giá trị đời sống. Nếu chúng ta không thể sống trong thế giới vô ơn thì chúng ta thấy cuộc sống nó nhạt nhẽo, và đôi khi mình thấy sao mà sống hoài. Tội nghiệp có nhiều bà cụ, có lần ở bên Canada mà thầy đi qua thăm, nói thầy ở thầy đi hỏi giùm tôi sao tôi sống hoài. Sống tới 90 mấy tuổi mà ở trên nursing home, các vị biết không, đời sống nó rất là tội nghiệp. Sống mà muốn cho mình chết mà nó không chết. Rồi thầy mới hỏi bà là cụ nói cho thầy biết là cụ ăn ngày nhiêu, nói ngày ăn cũng được 2 chén, nó còn sống lâu. Nói cụ còn sống lâu lắm. Phải chi cụ ăn không nổi ra thì còn đằng này. Cụ nói con ăn được ngày 2 chén, không làm cho ăn vô tư lắm. Thành ra cứ chưa có lãng gì lắm mà cứ lẫn thôi. Mỗi lần thầy đến thì các vị biết cũng tội nghiệp lắm. Đứa con đó là 70 mấy tuổi rồi. Nói tại sao cụ sợ sống, cụ sợ khổ vậy? Nó tại vì sống mà làm cho bận lòng, nó đi đâu cũng đi không được thì nó không nỡ bỏ mẹ già nó. Rồi nó làm gì cũng không được hết trơn. Mỗi ngày nó phải đem đồ ăn rồi kia cho nên mệt quá, muốn chết rồi. Mà sao nó không chết? Đó, các vị thấy không? Có những người sống quá lâu và sống đến mức độ vì chúng ta không có một cái khái niệm về thời gian, chúng ta không có thấy được cái hạnh phúc ở trong những cái hiện tại. Mình được gọi là những cái hạnh phúc mà mình có thể tiếp xúc được bằng hơi thở, bằng nụ cười, bằng ánh mắt trong mỗi ngày, chúng ta không có tiếp xúc được. Thế nên chúng ta không thấy được cái giá trị thực của cuộc sống. Cái mà chúng ta thấy trong thời gian chúng ta sống là chúng ta chạy đua, chúng ta chạy vội đến để đạt được một điều gì đó. Chẳng hạn như lần trước mình nói đó, hạnh phúc của những cái người hay thành công của những người bên này là gì? Có được ngôi nhà, có được làm chủ một ngôi nhà, rồi có con cái vào đại học hoặc có bằng bác sĩ, hoặc là có dâu, có rể, có nhiều người trong, có cháu nội, cháu ngoại, chẳng hạn. Đó là những hạnh phúc. Vì vậy mà mình cứ truy đuổi, mình chạy theo những cái hạnh phúc đó, nhưng mình không biết rằng những cái phút giây hiện tại, những cái hơi thở thăng trầm cuộc sống của mình là hạnh phúc. Cho nên sau này á, mỗi lần trong computer các vị mở ra thì họ thấy hai câu thơ nó cứ chạy ra: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, sao nữa, ta có thêm ngày mới để thương yêu. Thật ra mình mở mắt ra mà mình thấy mình còn sống, mình thấy được ánh sáng mặt trời, mình thấy được mọi thứ, hạnh phúc ghê lắm. Và bây giờ mà các vị thấy là mình bước vào hàng 6 rồi đó, những vị mà đau chân rồi đó, thì các vị biết là có nhiều cái hạnh phúc mà mình trong lúc mình có mình không thấy, mình bây giờ mình đánh mất rồi mình thấy phiền phức lắm. Những lúc mà thầy bị cái chân đau, các vị biết là đi nửa tháng nay phải đi qua bên Minh Quang, bên Phước để làm công việc á, mà làm nặng thì được, đứng lên rồi cắt đồ làm máy được đó, nhưng mà ngồi xuống không được. Ngồi xuống cái đầu gối nó bị căng, cái gân nó giống như người ta đánh tennis mà nó bị elbow tennis, nó đau cho nên cái gân nó đau. Ngồi xuống các vị đứng dậy mới thấy gây cống á. Cho nên cái chú Đoan chú nói: sư phụ, bây giờ là hết 60 năm cuộc đời thì là thấy là bây giờ mà đứng thì phải chống gậy mới đứng lại được. Thật sự là như vậy. Và bây giờ các vị cứ nhớ là ngày xưa mỗi lần mình đứng leo lên bật xuống, mình chỉ nghĩ rằng cách đây vào khoảng 10 năm thôi, lúc mình làm ở cái thiền viện Minh Quang này, thì các vị biết là ở trên nóc chùa đó 15-16 mét vậy mà thầy đi tới luôn, là những con lương á, vừa đi vừa khiêng đồ nặng, rồi là nhiều khi 4-5 giờ sáng
leo lên gắn những cái bông đó, nó nặng tới mấy mươi ký lô rồi, bây giờ khoan lên nó không cần dịnh không gì đâu mà đi tới luôn trên những cái nóc ngọn đó. Bây giờ đó lâu lâu có dịp mà leo lại để check cái gì đó, giờ bò xuống không dồn thấy con lương nó vậy mà không dám đứng dậy đi nữa, rồi cái chân mình nó không có tự nhiên gì nữa hết trơn, không biết tại sao. Mặc dù cái này là cái là của mình đã từng làm, mình đã từng đi rồi, mình từng bò, mình từng tô, rồi trời mưa mình cũng trên đó mình không sợ. Bây giờ trời nắng trời tốt mà con lương nó chiều ngang nó to tới 30 vậy đó, mà mình vẫn nhìn xuống thôi, tự nhiên thấy mình không có muốn đi nữa. Muốn làm gì? Muốn ngồi xuống muốn bò để cho nó an toàn. Như vậy để mình thấy rằng cái ngay cái lúc mà mình đang sống, ngay lúc mình đang làm, và ngay lúc mình đang là tự do để làm những công việc đó là hạnh phúc của mình ghê lắm, chứ không phải là bây giờ đâu. Bây giờ là các vị thấy rằng nhiều khi nghĩa là quỳ lại mà nó có bữa mà mình ráng mình lại nó đau chân tới mình có thể muốn chảy nước mắt á, để mình thấy rằng đó là chỉ một chút xíu thôi, bước qua một chút xíu thôi là mình đã có nhiều cái sự thay đổi. Và nhưng mà mình không có tiếc nuối quá khứ, nếu mà mình không có làm những cái gì mà nó quá là tệ bạc thì mình không tiếc nuối quá khứ. Vấn đề học Phật chúng ta sẽ nói qua vấn đề đó là không có tiếc nuối quá khứ. Chúng ta chỉ nhắc qua cái giai đoạn đó để mình thấy rằng có nhiều cái ân tình cuộc sống mà mình đi qua nhưng mà mình không có hay, không có biết, không thấy giá trị của nó. Cũng như là mỗi sớm mà mình thức dậy chứ mình có nhiều cái hạnh phúc đó. Tại vì các vị biết rằng rất nhiều người trong những người Việt Nam chúng ta gọi là cộng đồng tị nạn, chúng ta ở đây 30 năm nhưng mà họ đã nằm xuống biển 30 năm về trước rồi. Có những người tị nạn phải ăn thịt của những người đồng loại để sống. Có những người tị nạn bước qua đây là mất cả vợ con hoặc mất cả chồng con. Cho nên cái hạnh phúc mà chúng ta tồn tại nó là một hạnh phúc lớn lao chứ không phải là hạnh phúc đơn giản gì đâu. Bây giờ chúng ta đang yên ấm, chúng ta ngồi ở trong một giảng đường cũng là một hạnh phúc. Nếu phải thực sự cảm nhận được điều đó thì chúng ta mới bước được bước thứ hai của Phật giáo, tức là chúng ta sống ở trong cái thế giới biết ơn. Bởi vì nếu không thì chúng ta dễ lãng quên và con người chúng ta trở thành vô ơn đi. Người ta nói gọi là vô ơn bộ nghĩa, mình không muốn làm người đó. Và muốn vậy thì mình phải thường tích cực là phải thấy được cái giá trị của hạnh phúc. Không phải là hạnh phúc là sống tới 100 năm đâu. Hay là mình trở lại cái quá khứ của mình giống như là 50 năm về trước mà mình để mình tiếc nuối, không phải vậy. Bởi vì các vị thấy rằng ngay cả một cái nhà thơ Tế Anh cũng nói vậy đó. Nếu không có hạnh phúc một đời, cái gì có nhiều người một đời muốn được hạnh phúc nhưng không được. Nếu không có hạnh phúc một đời thì tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nhưng mà nếu không có hạnh phúc một năm một tháng thì tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Vậy mà hạnh phúc một ngày một giờ nó ở đâu? Nhà thơ Tế Anh cũng nói đơn giản thôi. Ông nói là sáng nay tôi tìm thấy hạnh phúc sau một đêm yên giấc. Tôi nhìn thấy xuân về bên một đóa hoa tươi. Đó tức là tất cả những cái phút giây nó màu nhiệm. Nói theo tinh thần Phật học có nghĩa là chúng ta còn tồn tại để thấy được cái điều đó. Vì cái thế giới mà mình đọc, trong năm nay mình học có bài kinh nói rằng thế gian gì vô thường, quốc độ gì nguy thí, tức là nó giòn bở lắm. Các vị biết là quốc độ tức là đất nước chúng ta đang ở này nó giòn bở lắm. Thấy nó đó rồi cái nó mỏng manh bở bể ra liền. Cho nên giữa hai người nghèo với người giàu gặp nhau, cái người giàu có hỏi người nghèo là không biết hạnh phúc là đâu không? Nói rằng tôi không nghĩ vậy, tôi thấy hạnh phúc là có thể bây giờ. Nó bây giờ vậy, anh bây giờ vậy mà hạnh phúc gì? Là nông dân là nghèo khổ, là ruộng đồng là đổ mồ hôi nước mắt, không có gì hết. Rồi anh nói vậy nhưng mà một tuần sau thì thiên tai rồi nhân quả, nhà cửa anh nói là đổ nát cháy hết, tan nát hết, không còn gì hết, trở thành trắng tay. Từ một người tỷ phú anh trở thành trắng tay. Rồi trắng tay làm gì? Anh đi ăn xin, đi ăn mài. Nên mà rồi có dịp anh trở lại cái ngôi làng đó, anh gặp anh nông dân xưa. Và khi mà anh xin một bát nước vì mệt mỏi, vì đói khát,
thì người nông dân múc cho anh một bát nước đem ra đưa ảnh nói là bây giờ thì ông có thể cho tôi biết ông nhận định hạnh phúc là cái gì. Thì ông nói là hạnh phúc là bát nước trắng này, hạnh phúc là bây giờ là ở đây là bát nước trắng này. Tại vì bát nước trắng này nó không có gì cả, nhưng mà nó giải khát, nó giúp đỡ cái cơn nữa là nghiệt ngã, nắng cháy cuộc đời và khổ đau. Cho nên chúng ta cũng thấy vậy, chúng ta có những cái hạnh phúc mà khi mình được học Phật hay là khi mình được hiểu được lời dạy của Phật, mình không có tiêu hóa được thì mình thấy nó giống như mình ăn lẹ quá. Giống Tây Du nó gọi là bất giới mà ăn nhân sâm nha. Các vị biết nhân sâm là cũng quý ghê lắm. Mà cho nên khi là hái được trái đào, hái được sâm á, thì thiên chia cho bát giới. Bát giới để vô là để một cái ọt như heo ăn mà. Xong rồi cái chấp chấp rồi xung quanh còn cho tôi nói sao mà lẻo vậy. Nó hết rồi, nó tôi ăn rồi nó ngon không, nó không biết, không kịp. Không kịp thưởng thức mùi vị. Cho nên chúng ta cũng vậy, đôi khi nữa là hạnh phúc nó có thật đấy chứ, nhưng mà vì chúng ta làm lẹ quá đi, chúng ta gấp gáp quá đi, chúng ta gấp gáp quá cho nên nó trôi qua lẹ quá, do cái ham muốn của mình nó nhiều hơn là cái thực sự đó. Cho nên vì vậy mà mình không có thưởng thức được cái hương vị, giống như bắt giới mà ăn nhân sâm hay là ăn quả đào tiên. Khi nói điều đó bởi vì lúc mà thầy qua Phớt cách đây có 2-3 ngày thôi, tội nghiệp lắm, có một cái chàng thanh niên trẻ học hành giỏi, mới thi rồi vô đại học rồi chúng 18 tuổi có bằng lái xe, con của một chủ shop người Việt mình rất giàu có, tức là tương lai rộng mở, tài sản mình nền tảng ngon lành, có một chiếc xe sport 2 cửa chạy về nhà trên một cái đồi. Các vị biết không, ngừng xe rồi đó là cái số một đó là quên kéo thắng tay hay là số không gà sao, bước ra thì xe nó dê trở lại à. Rồi cái chú này đó là cái bằng đó là sợ xe nó dê vô hư cho nên chịu lại, nó đẩy ngã rồi các vị biết không, cái đầu đập vô cột rồi cái xe nó chấn vô một cái giống như là đụng vậy, coi như là vỡ đầu và ra đi, có 18 tuổi thôi. Có 18 tuổi thôi, người Tây, người Úc họ ngạc nhiên, họ thấy rằng cái tai nạn họ cũng điều tra, nhưng mà không nghĩ rằng tại sao mà con người ta phải, đôi khi mình nghĩa là thay vì lấy thân mình che của, đáng lẽ là mình lấy của mình che thân, đằng này nghĩa là mình lấy thân mình che của. Nếu mà mình sợ hãi thì mình quý cái mạng sống của mình, là vừa bước ra mình thấy xe vậy là mình lo mình chạy chỗ khác, đằng này nghĩa là cái thanh niên đó, các vị mới nghĩ rằng không biết mình có thể cứu vớt chiếc xe đẹp của mình hay sao. Đẩy xe một mình làm sao đẩy cái xe nó bị lùi ngược trở lại, cho nên nó đẩy bật ngược ra rồi nó ở phía sau nó có cái cột để chịu lại, cho nên nó đập đánh đào nó là cái cản nó coi như là nó đánh mớp vô, thì cái đầu mình đâu còn nổi nữa đâu. Thì 2-3 tuần trước ở Sydney mình cũng vậy, cũng có một người có một đứa con trai thôi, cũng múa lân các vị thấy không, rồi cũng nhảy leo lên rồi để té một cái là cái bằng tới lồi hai con mắt rồi cũng ra đi, cứ 19 tuổi à. Cái thế giới nó giòn bở là vậy á, thế giới con người nhân sinh nó mỏng manh vậy, và thế giới bên ngoài nó cũng giòn bở vậy. Nếu mà mình không có nhận thức được những cái gì sự thật vậy thì đôi khi mình là để cho hạnh phúc những cái hành gần gũi nó đi qua mà mình không có hay. Những người ở gần bên mình, những người có thể làm đem lại cuộc sống mình hạnh phúc và coi như đó là cái gì cần, thì đôi khi mình không hay, mình không biết và mình chối bỏ, mình đi tìm những cái xa xôi hơn, hoặc là mình đi nghĩa là cạnh tranh, ganh đua tìm những cái mà đôi khi nó vượt quá cái tầm tay của mình, và đôi khi nó không phải là nguyên nhân đưa đến hạnh phúc mà 90% là đưa đến khổ đau. Cho nên nếu mà chúng ta có thể thấy được những điều đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể dừng lại được nhiều cái lắm. Dừng lại nhiều cái. Giống như thiền sinh nghĩa là Minh Niệm nói rằng đó là nếu mà cuộc sống mình thấy rằng cuộc sống nó bấp bênh á thì mỏng manh á thì mình đừng có nhiều quá, đừng có bận lòng chi nắm bắt. Nắm rồi bắt. Và chúng ta đọc câu bài sám hối là quen thói gì? Đuổi hình bắt bóng thôi, nắm bắt đó, nhưng mà mình quen thói đuổi hình bắt bóng,
chạy theo những hạnh phúc gì xa vời thôi, nên tâm mình cứ chạy về quá khứ rồi đeo đuổi tương lai, quên hẳn cái con đường hiện tại và thêm xem thường bảo vật ở trong tay. Bảo vật trong tay nói theo lần trước chúng ta nói là Trần Nhân Tông nói là gia trung hữu bảo hưu tầm bích, đối cảnh vô tâm mặc vẫn thiện. Tức là trong nhà nó có nhiều của báo, trong nhà của mình là nguyên trong con người của mình, trong tâm của mình nó có đầy đủ tất cả các của báo, đừng có tìm kiếm nữa, kể cả đừng có tìm Phật nữa, tìm cái tự đánh giá ngộ mình, là bởi vì tự đánh giá ngộ của mình là Phật rồi. Hưu tầm bích tức là đừng có tìm kiếm nữa, dừng lại cái tìm kiếm đi. Đối cảnh vô tâm mặc chánh thiền là đối với tất cả các cảnh, đối với tất cả các cái sở dụng, đối với tất cả các phân biệt thị phi, mình đừng có khởi lên những cái nắm bắt, đuổi bắt hay là cố chấp gìn giữ từ lời ăn tiếng nói hay là từ cái hành động thái độ cử chỉ hay bất cứ cái gì mà mình cứ phân biệt đó, thì mình sẽ càng khổ. Nếu mà mình vô tâm đó, thì ngay lúc đó các vị đang ngồi thiền, đang có thiền. Thì đây là thái độ rất là cao quý của nhà thiền. Cho nên chúng ta nếu đối cảnh vô tâm thì chúng ta mặc vẫn thiền là không hỏi thiền rồi. Cho nên có một cái người học trò đi vô học đạo, đi vô với thầy, với sư phụ học đạo một thời gian, người nói sao thầy ơi, sao mà con lúc nào cũng không có yên nữa, tâm cứ chạy giống như là con chim, con quạ, giống như là con ngựa, con vượn vậy. Thì bây giờ làm sao mà yên? Thì thầy nói để ý tới nó làm gì? Tâm mình động thì nghĩa là để ý tới nó làm gì? Cứ ngồi đi, ngồi thiền đi. Chú này hai ba bữa sau tới đây, trời bữa nay con ngồi thiền được rồi, con thấy tâm con nó yên ổn, thấy trời xanh mây trắng, thấy hoa nở nó đẹp, thấy nghĩa là chim nó giống như hát ca vậy. Thì thầy nói rằng chim hát ca thì chim hát ca, còn cây nở thì hoa nở, chứ để ý nó làm gì, nó tâm mình tĩnh làm gì. Hai bữa trước thì nó sao tâm con động hoài, rồi hai bữa nay sao tâm con tĩnh hoài, thấy cảnh vui quá, tại sao phải thấy vậy? Thì vài bữa sau rồi chú tiểu đến đây, sư phụ ơi, sao mà con hồi này hồi kia, hồi động hồi tĩnh, hồi vui hồi buồn, thất thường té giếng. Thì sư phụ nói ta cũng vậy thôi, ta cũng vậy thôi trong cuộc đời này mà. Tuy nhiên á, ta học ngồi yên, học thiền tức là ta học ngồi yên, nghĩa là giống như trên một con thuyền ý thức vậy. Ta ngồi yên trên con thuyền ý thức á, mặt sóng đời sanh diệt lao sao, lên xuống gió bão gì kệ đó, trầm tĩnh hay là yên lặng gì kệ đó, ta không có chạy theo nó, không có nắm bắt nó, ta ngồi yên trên con thuyền ý thức. Nên sư phụ cũng vậy thôi. Thành ra cái người trí giả hay cái người giác ngộ, cái người có thiền, cái người có tu thì nó khác với người không tu, thì chỉ do nó có đó vậy thôi. Tức là làm thế nào mà dở cuộc đời này nó lên, nó xuống, nó trầm luân, nó này kia, mà chúng ta có thể ngồi yên được trên con thiền ý thức. Ngồi yên tức là ngồi thiền đó. Nói theo của Trần Nhân Tông là gì? Đối cảnh vô tâm, mặc vẫn thiền. Bởi vậy cho nên ổng nói chuyện là giữa ăn chay ăn mặn đối với ổng không có gì quan trọng cả. Khi mà các vị biết là ngài đi vô trong chỗ mà là một thiền sư là nổi tiếng là thầy á, và các vị biết là ổng đi vô trong chỗ mà hoàng hậu tức là người em á đãi cho ổng ăn vậy đó, thì ổng ăn cá, ăn gấp cá, thì người em hỏi trời ơi sao mà anh tu mà sao mà còn ăn cá, vậy làm sao mà thành Phật được? Thì ông nói Phật là Phật, anh là anh mà. anh không muốn làm Phật mà Phật cũng chẳng muốn làm anh. Thì đó là những ngôn ngữ của thiền. Ngôn ngữ thiền đây tức là các vị này họ đã đối cảnh vô tâm rồi,
Họ không có nhắm mắt, họ không có trụ vào những chỗ giống như mình vậy. Cho nên họ tự tại. Còn con người của mình á, cho nên nhiều khi là ăn chay nhưng mà khổ đủ thứ đó. Ăn chay mà khổ đủ thứ. Nhiều khi có người ăn chay mà tâm thì vẫn còn muốn ăn mặn, phải kiếm cá chay, phải kiếm gà quay, phải kiếm nữa là cái gì cũng cũng được ở đây, miễn nó miễn nó chay thôi, còn phải có vậy. Rồi đó là bào ngư, rồi dí cá, rồi tôm, mà mấy cái đó các vị biết nó khó ăn vô cùng, nhưng mà người ta thích vậy. Tại vì sao vậy? Vì cái tâm của mình nó chưa có thoát được cái vòng tự nhiên tự tại. Chứ nếu mà khi mà mình đã thoát được cái vòng tự nhiên tự tại rồi đó thì mình đã đạt được cái trình độ giống như Trần Nhân Tông, đó là đối cảnh vô tâm rồi. Một cái vị A-la-hán nổi tiếng đó, là Ngài Pindola. Các vị mới Ngài đi khất thực á ha. Ngày này khất thực á, ông cùi ông cúng rớt ngón tay rồi, Ngài ăn luôn. Cúng dường thanh tịnh tất cả, không có gì mà phân biệt hết. A-la-hán. Muốn nói điều đó để chúng ta thấy rằng trong cái quá trình mà cái người mà chúng ta học Phật đó, chúng ta biết được cái thế giới của biết ơn rồi đó, thì chúng ta thấy rằng đó là niềm tin và sức mạnh của Phật, của tôn giáo nó có một giá trị nào đó. Tuy nhiên đó là khi chúng ta vào, chúng ta phải có cái tuệ giác để chúng ta vượt qua, lần trước ta nói là vượt qua được cái biển cả của niềm tin đó. Chứ nếu không chúng ta rơi vào trong cái niềm tin, chúng ta chỉ mong muốn để cầu cạnh đạt được cái này, đạt được cái kia. Kể cả như mình nói là những hạnh phúc gần gũi mà mình bỏ qua, mình không thấy. Rồi bây giờ đời sống nó mỏng manh lắm. Khi mà một cái vị thầy hỏi các học trò là tụi con ngồi thiền được bao nhiêu ngày? Nhiều người nói là ngồi nó thiền dữ lắm, ngồi được 7 ngày. Cái người thứ hai nó có ngồi được 5 ngày. Người thứ ba nó có ngồi được 24 giờ. Người thứ tư nói con ngồi được có 2 giờ. Người thứ năm nói con ngồi được có nửa giờ, chịu không nổi rồi. Nhưng mà có người thứ sáu nói rằng mấy sư huynh sao giỏi quá chứ mà tôi không ngồi được. Không ngồi được, không có thấy mình thiền được giờ nào đó. Chỉ có nghĩa là cái bằng đó là chỉ có thiền ở trong hơi thở. Thở ra, thở vô, thở vào, tâm tĩnh lặng, thở ra, miệng mỉm cười. Thì tôi biết được vậy thôi. Thì vị thầy nói rằng đó là cái người mà học trò mà biết nữa là thiền ở trong hơi thở thì người đó là ngồi lâu nhất. Bởi vì hơi thở sẽ quyết định là người đó lâu hay mau. Hãy thở vô mà không thở ra là biết là có một số kiếp rồi thôi. Mạng người cũng vậy. Khi Phật hỏi các vị tỳ kheo, người ta nói là mạng người sống 100 năm, 1000 người sống 70 năm. Nhưng mà thật ra các vị tỳ kheo trả lời là mạng người trong hơi thở mà. Các vị nào? Cho nên bây giờ mình ngồi đây mình thở ra, mình nói đủ thứ chuyện nguyên thiên, nói chuyện đời, chuyện này, chuyện kia, internet, nói chuyện quốc tế này kia, nhưng mà lát thở khì ra mà không vô lại là coi như rồi. Gọi là cái mà dạng ban tương bất khứ, duy chỉ nghiệp trừ thân, tức là mọi thứ đều không trở lại, chỉ có nghiệp nó theo mình mà thôi. Thành ra chúng ta thấy ý thức được những cái điều mà mong manh đó, chúng ta mới thấy được cái giá trị của Đạo Phật khi mà nói rằng nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái tâm ý của chúng ta cứ nghĩa là bận lòng nắm bắt đó, thì 100 năm nữa không còn, hỏi có còn không. Cho nên thiền sư Minh Niệm mới nói rằng xin về làm mây trắng, làm như mây trắng vậy, nhẹ nhàng trôi thông dong. Nó đi đâu nó đi, nó tùy duyên của nó, hãy nó đủ duyên thì nó tụ, còn hết duyên thì nó tán ra. Vì nếu mà bây giờ mình cứ phải khổ đau gì, mình nói rằng trời ơi đứa con của tôi nó nuôi nó khổ ghê vậy, 18 năm trong cuộc đời, bây giờ tự nhiên cái nó đùng cái tài sản xe cộ vậy nó bỏ đi, trên mình khổ ghê lắm. Các vị biết là cái người mẹ hay người cha rồi khổ, rất là khổ. Bởi vì chúng ta bận lòng chi nắm bắt, chúng ta phải nắm phải bắt, là của ta, là công lao, là đầu tư, là khổ cực. Thì có đứa cháu cũng vậy, các vị biết là mẹ nó cũng vậy, lên mộ ngồi khóc cả tuần lễ nửa tháng, nuôi đứa con 17 năm tới ăn đi sinh nhật nước trôi chết, cháu gái kêu bằng bạc. Họ cứ nghĩ rằng 17 năm tại sao là 17 năm tới làm gì, rồi tự nhiên đột cái ra đi, đột nhiên cái ra đi. Đó là thế gian vô thường, quốc độ nguy tí. Nếu mà học Phật kỹ mình thấy rằng
mình cũng không thể thoát được những điều đó, nhưng mà mình có một cái sự chuẩn bị tâm lý, vì nó đến với người khác cũng đồng nghĩa rằng một mai sẽ đến với bản thân mình. Và bản thân mình không phải là những người gần gũi mình, là cha mẹ, vợ chồng, con cái không mà thôi, mà có thể chính ngay trong bản thân của mình. Mới tuần trước và mới 5-10 năm trước, mình có thể mạnh dạn mình đi trên nóc nhà, mình làm tất cả mọi việc, nhưng bây giờ là chuyện đó không có thực hiện được nữa rồi. Không thực hiện được nữa rồi. Nó đến với mình là như vậy. Những sát na, gọi là sát na dị biệt, sự khác biệt của vô thường là như vậy. Và nếu mà chúng ta có hạnh phúc là chúng ta nhìn mắt, chúng ta nhìn cặp mắt của mình, các vị biết nó tốt lắm chứ đâu phải là bình thường. Nhưng mà đôi khi mình lạm dụng nó. Trẻ con bây giờ nó lạm dụng, ham nó coi, rồi có nhiều người nó là ngồi chơi game này cái riết, con mắt nó yếu đi. Chứ các vị biết là khi con mắt rồi nó yếu rồi nó khổ sở ghê lắm. Những người mà phải mang kiến, mà các vị biết ngủ dậy là phải đưa tay rờ kiến đâu, con không thấy đường đi. Đó là mình thấy là nó là một cái những cái khổ đau của nhân sinh. Và nếu bây giờ mà mình suy nghĩ lại, cái cặp mắt của mình ngày xưa nó bình thường, nó đâu có gì đâu quý giá đâu. Nhưng mà bây giờ mà nếu mà các vị thấy rằng muốn coi một cái gì đó ha, không có cặp mắt kiến đó, là mình thấy là khó chịu, thì mình biết là nó là một sự mất mát lớn. Hạnh phúc của mình nó đã bị nó đi xa rồi. Cho nên á, nếu mà chúng ta nghĩa là đối với cái thế giới của thiền, thế giới của định á, gọi là động tĩnh như nhiên, tức là làm thế nào mà ngồi trên con thiền sanh diệt này, ngồi trên con thiền ý thức này mà chúng ta không có chao đảo, chúng ta không có bận lòng, chúng ta không có nắm bắt. Nắm bắt là chao đảo, nắm bắt là bận lòng. Nhiều khi mình nắm á, mình bắt, mình gìn giữ, mình tưởng rằng được, nhưng mà chính cái nắm bắt và gìn giữ đó ngay trong cái ý thức đó không, là nó đã trở thành một cái bất an, sợ hãi, mất mát. Giống như đứa con của mình, hãy lo lắng nhiều chừng nào thì mình sợ hãi chừng đấy, lo lắng nhiều chừng nào thì mình khổ sở gì chừng đấy. Cho nên là chỉ có cái sự khác biệt giữa thế giới của người có trí và người vô trí là có gìn giữ và không gìn giữ, và có nắm bắt và không nắm bắt. Cái mà chúng ta nắm bắt không được là cái gì? Ở bên trong chúng ta còn một cái nữa, tức là ý thức của ta hay là cái tâm ý của mình. Nó giống như con vượn, con khỉ nha. Tâm ý đến lúc nào mà chúng ta thuần phục nó, chúng ta cột nó lại, chúng ta giữ chánh niệm, hay là chúng ta nghĩa là minh sát, tức là thấy nó để cho nó mệt nhoài rồi, nó không còn muốn gì nữa, gọi là ngồi buông cho nó, giống như là cái bằng giữ nó đến mức độ nó hết còn gì nữa rồi. Tâm ở trong của chúng ta thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta có thể là mệt mỏi bởi vì gì? Cái của người mệt hiện tại là gì? Bởi vì thương, bởi vì ghét. Các vị thấy chỉ có hai cái đó, thương ghét chẳng bận lòng. Thì thiền sư nói nghĩa là nằm thẳng hai chân ngủ. Chỉ có thương với ghét thôi mà nó làm cho cuộc đời người ta chao đảo, nó là giấc ngủ không có bình yên. Kể cả những cái đối tượng gần gũi nhất là cha, là mẹ, là vợ chồng, con cái, là thầy bạn, là xã hội. Chỉ có hai từ nữa thôi. Thương ghét. Mà nếu mà thương ghét chẳng bận lòng thì giống như thiền sư nằm thẳng hai chân ngủ. Có nhiều người cứ đặt một câu hỏi rằng sao mình khó ngủ? Ngủ không được. Rồi cái điện thoại hỏi, rồi thầy nói là có suy nghĩ gì không? Không có suy nghĩ gì trên. Nhưng mà các vị biết là cái người mà không suy nghĩ đó là không có nói cái từ ngủ không được. Bởi vì ngày xưa mấy đứa nhỏ nó vô tư lắm các vị không? Nó không có suy nghĩ đâu, trời ơi, thả một cái là nó ngủ liền. Nằm đâu nó ngủ đó. Lên xe ngồi nghĩa là xe về vừa chạy, các vị thấy trẻ con nó khóc, nó la, nó làm dữ dằn lắm. Vậy mà lên xe xích beo đàng hoàng, chạy không đầy chừng nửa cây số là nó khò rồi. Là cái đó nó gọi là nó không suy nghĩ, vì trong đó nó chưa có những vấn đề phân biệt vô tư. Nó vô tư, nó giống như thiên thần vậy. Còn mình nằm mình nói ngủ không được, nó có suy nghĩ nó không. Nhưng mà thiệt ra không, có nghĩa là gì? Nó quá nhiều cái suy nghĩ, mình không biết nó là mình thật sự mình đang suy nghĩ điều gì, chứ không phải là không có. Rồi cái người ta mới dạy pháp thiền là người ta dạy mình đếm số, đếm con dê, đếm mấy con này kia vậy. Đếm được 10 con, đếm trở lại, đếm vài lần cái dê đi tốt luôn thì mới ngủ được. Có nghĩa là thật ra là mình đếm con dê, hoặc mình đếm 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, hoặc mình niệm Phật. Có nghĩa là mục đích là để
cột cái tâm mình lại, có cái dây để cho nó đi ra đi vô, đi ra đi vô, chỉ còn một đối tượng thôi mà các vị biết, mình đếm chút xíu là mình ngủ quên mất tiêu rồi. Còn cái việc mà mình không ngủ, mình tưởng là mình không có nghĩ, không có nhớ gì, nhưng vì nó quá nhiều mình không biết nên nhớ cái gì trước, nên nhớ cái gì sau, cho nên nó làm cho mình ngủ không được. Cho nên thiền là đơn giản, không có nắm bắt được. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng ta suy nghĩ lại những cái gì quá khứ đó, những công việc làm của thầy mà thầy nói là 10 năm về trước, rồi tới bây giờ cũng vậy, bây giờ cũng vẫn phải còn làm. Công việc, đầu óc, suy nghĩ, rồi ngay cả cái việc mà giảng dạy cũng vậy, cũng không có nghĩ được. Vì cái nhu cầu nó còn thì mình phải phục vụ, phải làm việc. Tuy nhiên bây giờ chúng ta quay trở lại là làm thế nào để chúng ta, nếu mà chúng ta không có biết làm lại, chúng ta không biết suy nghĩ, chúng ta cứ nghĩa là phải, mình gọi là tiếc nuối hay hối hận về những cái gì, về quá khứ của mình, thì mình sẽ khổ hoài và mình không vượt qua được con người của mình. Vì khi chú Tiểu hỏi thầy, hỏi rằng là lúc mà sư phụ còn nhỏ, còn làm chú Tiểu rồi bị rầy hay bị phạt hay bị đánh đập hay bị này kia, rồi có phiền não khổ không? Thì các vị biết là thầy kể lại là hồi còn nhỏ của thầy có nhiều cái chuyện kế, mà chuyện dài viết thành sách còn được nữa, mà nếu mà chuyện dài đó mà viết thành sách nó hay lắm cả. Có nhiều người ngày xưa họ cứ muốn thầy kể cái câu chuyện của thầy để làm thành sách, để còn muốn làm thành phim được đó. Vì sao vậy? Vì nó rất là vô tư, nó rất là thơ ngây, nó không có gì để gọi là mình gọi là cái bằng dứa dán vào đó một cái mục đích gì nào cả. Thì cuộc đời mình nó cũng giống như là bồng bềnh với duyên khởi vậy thôi. Sinh ra rồi lớn lên nó chẳng có gì, rồi những cái mà lăn lóc, những cái khổ nhọc. Thầy kể là cái giai đoạn mà còn trẻ con, rồi còn bị người ta nhốt toilet, nghĩa là nhốt cầu tiêu, rồi bị phạt, bị này kia. Cho đến sau này mình trở về lại cái ngôi chùa đó, 25 năm sau mình trở thành một giảng sư, mời mình về đó để nghĩa là giảng trong cái chùa đó được khánh thành. Mà cách đó 25 năm về trước là mình đã từng ở đó bị nhốt trong cầu tiêu rồi, bị nhốt cầu tiêu tối ngày thôi. Nhưng có nhiều khi suy nghĩ lại rồi mình trở lại đó rồi mình để làm gì? Trở lại đó mình chỉ muốn nói lên được rằng con người có thể làm lại cuộc đời, và con người có thể sống mà đừng có vì truy cầu nhiều quá khứ, thấy như là mình làm vậy mình xấu hổ quá, hồi nhỏ mình ở đó tôi bị này bị kia vậy đó. Rồi các vị biết ngày xưa đó làm lính, làm trẻ con ở dưới vậy đó, ở là bị phạt, bị hương, ở bị đòn, rồi đó là mỗi năm lãnh được bộ đồ tới ngày Tết cái ra ngoài cái xúm coi cái con nít trẻ con mà nó chơi bầu cua cá cọc, nó xô cái té cái lũng cái quần suốt năm mà quần rách lắm, đâu có đồ mới đâu, mặc chỉ đợi mỗi năm chỉ được lãnh có một bộ đồ mà thôi. Đó là quá khứ như vậy. Rồi cho đến ngày mà đi vào trong Nam cũng vậy, đi vào trong Nam vậy nhiều khi quá trình vậy, vì là leo lên cái cây rồi thấy thị nó rớt trên nóc nhà, mình muốn lượm trái tốt trái đẹp á, bắt thang leo lên là bị thầy đồng trì cũng đuổi đi từ sáng tới chiều, phải nghĩa là xách áo dài đi khóc đi xin, nhưng mà không cho. Nó bây giờ còn nhỏ mà dám leo lên nóc nhà, sau này còn leo cái gì nữa, mà thiệt sau này mình leo tới nóc chùa luôn, sau này leo không biết mấy cái nóc chùa để làm chùa cái gì không. Mà ngày mà bị đuổi thì nghĩa là cái đi xin đó là cái ông sư trụ trì đó, ông nói vậy đó, ông nói mới còn nhỏ mà nghĩa là đi vô rồi nghĩa là bắt thang lên nóc nhà để lượm thì sau này còn làm cái chuyện gì nữa, cho nên vì vậy đuổi. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ lại về quá khứ, ta suy nghĩ lại những cái thì chúng ta nghĩ rằng đó là những cái nỗi khổ, nỗi đau, kể cả mình gọi là cái bằng dấu cầu tiêu là những nỗi nghĩa là nhục nhã, thù hận, thì trong lòng mình sẽ ra sao? Và ai sẽ là người biết được rằng đó là tất cả mọi thứ nó là duyên thôi, nó là duyên, là nghiệp, là một sự training, là một sự huấn luyện cho cuộc đời của mình thôi. Nếu mình không vượt qua được chính mình, không được vượt qua số phận, thì mình cuộc đời mình cũng như là cái bằng bèo dạt qua trôi thôi,
không có gì giá trị cả. Giá trị là hiện tại, giá trị là nhận thức được hạnh phúc cuộc sống, giá trị là có thể làm gì mà mình biết được rằng mỗi ngày mà mình nghĩ là quý tiết nó. Và một điều mà người ta phải nhớ rằng cái gì mà làm cho các vị sẽ nhớ dài lâu nhất, các vị có suy nghĩ không? Các vị suy nghĩ rằng cái gì trong đời này sẽ làm cho các vị nhớ lâu nhất? Quán quan đó là niềm đau. Niềm đau về nỗi nhớ. Niềm đau sẽ là một trong những cái tư mãn của nỗi nhớ. Nỗi nhớ về niềm đau như trong mảnh tàn y vậy các vị không? Nghĩa là bà mẹ cứ ôm cái áo ra, ông chồng nó bỏ đi rồi, mà nghĩa là ôm cái mảnh tàn y, tức là của người tình cũ vậy, cứ ôm ra. Mà nỗi nhớ, nhớ càng nhớ thì càng đau, mà càng đau thì càng thêm nhớ. Tiếc làm chi nữa, mảnh tàn y không chịu bỏ. Bởi vì cái đó là cái áo của người tình hay là người chồng cũ của mình, mà cứ phải đem ra hoài. Nhưng mà thật ra cái mà các vị biết từ ngữ đúng mà để dành cho cái mà nó sẽ tồn tại thế gian này lâu nhất là sự gì? Sự tiếc nuối. Có nghĩa là mình chưa có hoàn thành được công việc, mình chưa có, mình gọi là chưa có thỏa mãn được công việc gì đó. Cái đó là sẽ còn lâu nhất ở trong cuộc sống của mình. Chính cũng vì vậy mà trong Đạo Phật, trong Đức Phật này nói rằng nếu người nào rời khỏi thế gian này mà không có gì để tiếc nuối thì người đó mới được gọi là giải thoát. Hết tiếc nuối rồi, không còn ham muốn nữa thì không có tiếc nuối nữa. Tiếc hùi hụi nó phải chi hồi đó mình đừng lấy người này lấy người kia, nó phải chi mà hồi đó mà phải là cho tôi học hết cho tôi được cái này được cái kia, phải chi nó nhiều, cái phải chi lắm. Nếu mà hồi đó tôi không gặp thì bây giờ tôi đâu có bị vậy. À, cứ vậy đó, cứ chúng ta cứ đặt ra nhiều cái vấn đề đó là một sự tiếc nuối, một sự tiếc nuối. Rồi nói tại sao mình làm không rồi việc này, mình làm không rồi việc kia. Cho nên người ta kể câu chuyện, các vị biết ở bên Mỹ, ta nói rằng có một lớp học mà dành cho nhiều đứa trẻ mà nó quậy phá quá, nó còn cả hai mấy đứa thôi, mà tới nỗi thầy cô giáo cũng chạy luôn, nhiều người chạy lắm, đứng cùng giao cho một cô giáo kia khi mà cô vô trong lớp của còn 26 người, trong đó có nhiều đứa nghĩa là học sinh mà nó đã phá thai một năm tới 2-3 lần, cho nên không ai dám dạy nữa đâu. Vậy mà khi cô vô rồi đó hả, cô làm cho thay đổi cái lớp học đó liền. Cô không có nói gì quá khứ, không có nghĩa là cái bằng răng đe gì đâu. Cô đầu tiên, bữa đầu tiên cô vô, cô cho ra ba cái chỉ tiêu, hay mình gọi là ba cái nghĩa là ứng cử viên mà để cho trong lớp chọn. Một người á, cô nói rằng đó là không có một người á, thứ nhất á, là cô nói là đào là bệnh hoạn, rồi có lúc có ghiền xì ke, hoặc là có lúc cũng đã từng hút thuốc, rồi cũng từng bị đuổi học này kia. Rồi một người đó thì bị tàn tật, rồi bệnh hoạn, rồi gọi là kể ra thì dài dòng lắm, nhưng mà cô cho hai ứng viên, rồi một người đó thì sống đời sống rất là đàng hoàng, không có phạm pháp, nghiêm túc này kia. Rồi họ cô nói rằng ba người này sẽ là cái bằng cái người nổi tiếng trên thế giới và đóng góp rất nhiều cho xã hội. Thì bây giờ hỏi là trong lớp chọn ai? Người nào cũng chọn người thứ ba, nên là cái người đó là còn trẻ, có đời sống đàng hoàng, không có phạm pháp này kia, không có nghiện rượu, không hút thuốc. Nhưng mà đến những khi mà mấy đứa trong lớp, 26 đứa trong lớp nó chọn xong rồi, cổ mới nói rằng đó là thật ra ai cũng muốn chọn thì ai cũng nghĩ rằng cái người đó là tốt, cái quá khứ người đó là tốt, nhưng mà quá khứ của người đó là vậy, chứ còn hiện tại thì khác. Ba người đó đều nổi tiếng trong thế giới thứ hai. Một người là ông tổng thống Mỹ, tức là cái bằng ông Roosevelt đó, và cái người thứ hai là cái ông người thủ tướng nước Anh là ông Churchill, và người thứ ba là Hitler. Và cái người mà hồi của quá khứ là rất là dễ thương, tức là không có phạm pháp, nên là có đời sống trung thực, không uống thuốc, không uống rượu ấy, thì tại sao trở thành là người nghĩa là tội ác nhất của thế giới, tức là Hitler, nghĩa là tàn sát sinh mạng, giết khoảng 10 triệu người. Còn hai người kia thì có một người tàn tật, có lúc bị đuổi học, rồi có lúc nữa là bị bỏ hai đời vợ. Thì một người làm tổng thống của Mỹ nổi tiếng, tức là ông Roosevelt, tức là ổng tới 4 nhiệm kỳ làm tổng thống lâu nhất của Mỹ, tức là 4 nhiệm kỳ của Mỹ.
Và cái người mà mình gọi là hồi trước sau này thì bây giờ Mỹ thì còn là tổng thống có 2 nhiệm kỳ thôi. Rồi cái người mà nổi tiếng của nước Anh đó, tức là ông Franklin Churchill đó, tức là ông là một trong những cái thủ tướng nổi tiếng vào cái thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Thì hai ông này là cái quá khứ của ông hồi còn trẻ, giống như mình nói, tức là những khi bị đuổi học đó. Cho nên nếu người nào cũng ngồi nhớ về quá khứ mà cứ suy nghĩ vậy hoài thì làm sao mà có thể làm nên được cái hiện tại được. Chúng ta không biết là cái hiện tại, cái mà chúng ta có thể nắm bắt được, hay là cái mà chúng ta hay là tìm được cái hạnh phúc ở trong cuộc đời này thì nó ở đâu. Chúng ta tri ân được những cái mà hiện tại phút giây này chúng ta có mặt ở đây, không phải dễ gì đâu. Nếu mà mình đủ sức khỏe để sống 60 năm để mình làm biết bao nhiêu công việc, đó là mình quá nhiều hạnh phúc rồi. So ra với vô lượng người nữa là họ không có tồn tại, có nhiều người chưa sinh ra là đã chết, có nhiều người nữa là còn ở ở trong này, nhiều khi ta ra sau này người ta cũng không biết đặt tên là gì, tại vì nó mới có 4, 5, 8 tuổi ở trong bụng là nó chết rồi. Rồi cha mẹ nó muốn để trong chùa cúng nó không biết nó tên gì đâu cúng. Rồi khi mà biết nó là giống nam thì mình đặt đại tên nam rồi cúng nó thôi. Và cũng có người tốt lắm, các vị biết là họ đem tới vong linh con chó mà cúng nữa. Cúng con chó nữa. Cúng sao cũng quyền mình. Điều này để mình thấy rằng có những người đó là trong thế giới này chưa kịp đi qua, có những người đi qua được đó là 1 tuổi, có người đi qua được đó là 5 tuổi, có người đi qua được 60-70 tuổi. Nhưng mà chính chúng ta là những người còn hiện diện, còn có mặt, còn hiện tại. Cho nên đó là một hạnh phúc lớn mà mình gọi là ở trong cái thế giới biết ơn. Rồi bây giờ hỏi làm thế nào mà để chúng ta có thể gọi là không có phiền não, không khổ sở khi mà chúng ta bị cái thế giới nó thử thách chúng ta. Sau khi chúng ta đọc cái bài mà vô lượng ân tình rồi thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đó là làm lại cuộc đời của mình. Bản thân thì nói rằng khi hỏi là hồi nhỏ không ai mà họ có thể nhìn được rằng trong tương lai thầy có thể làm được cái chút đỉnh công chuyện gì, hoặc là trong tương lai thầy ngồi thì nói chuyện với người này người kia, không có vậy. Tức là hồi nhỏ là mình là cái bằng hằng này hằng kia để trộm dưa hấu, rồi nghĩa là cái bằng chọi xoài, rồi đi nghĩa là làm gì xì bánh xe mấy ông đem vô chùa. Tại vì ông bắt giống mình cùng tiêu mình xì bánh xe, không xì bánh xe trả đũa đó, tất cả những cái đó nếu bây giờ mà đem ra để gọi là so sánh nó rằng quá khứ như vậy thì làm sao được tương lai. Quá khứ như vậy thì không có thể làm lại được con người của mình. Giống như là ông Tổng thống Mỹ và ông Thủ tướng Anh vậy. Nên đừng có nhìn một cái gì đó trong quá khứ của mình. Hay là bây giờ mình đừng có bị một cái gì đó gặm nhấm về lỗi lầm của mình. Bởi vì trong lúc mình làm nó ở trong một cái trạng thái được gọi là vô minh. Hay là nếu không vô minh là vì do những cái tham ái, tham luyến nó quá mạnh mà mình không thể vượt qua được. Rồi đến một lúc nào đó mình phải dừng lại, mình suy nghĩ, mình làm lại cuộc sống của mình. Và rõ ràng khi mình làm lại cuộc sống mình nhận thức thì mình thấy rằng cuộc sống mình mỗi thứ, mỗi phút giây nó đều có những hạnh phúc lớn lao. Như là bây giờ cuối năm đây là mình cũng tồn tại trong bạn bè của mình, các vị biết là thầy có những người bạn bè họ đã ra đi rồi. Bạn bè cùng thời, cùng tráng, cùng lứa. Bây giờ trở lại cái quê cũ nơi mà mình sinh ra lớn lên á, những đứa bạn học thân nhất á bây giờ còn 1-2 đứa nó là làm ông nội ông ngoại rồi. Rồi khi nó cũng chết hơn phân nửa là đã ra đi rồi trong thời chiến tranh rồi. Như vậy mình thấy rằng nếu mình tồn tại để làm gì? Và mình có bị tiếc nuối về cái quá khứ của mình hay không? Không tiếc nuối quá khứ. Mà mình phải coi được rằng là trong cái quá trình hôm nay và ngày mai mình có thể chuyển hóa, có thể ứng dụng, có thể thấy được những cái phút giây hạnh phúc cho mình và có thể mang lại hạnh phúc cho chúng sanh. Đây là một cái yếu tố lớn mà cái người học Phật phải thấy. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta rằng nếu mà mình có được những cái ghi nhận vậy, có được những cái tấm lòng mà tri ân lớn lao vậy, thì ngoại trừ cái việc mà mình nghĩ đến công ơn của cha, của mẹ, của thầy, của tổ rồi, thì mình tri ân được nhiều thứ ở trong đời. Người nào họ cũng giúp mình, kể cả những người mà họ đã làm cho mình là phải có những cái vết hằn ở trong tâm linh.
Bởi vì có nhiều người hỏi rằng sau khi thầy đi về lại chùa cũ, thầy có thầy thì cái tánh nó làm đi về là thầy thăm hết tất cả những người mà mình đã gặp, đã từng gặp ở trong cuộc đời, là bạn, là bè, là những người bà con dù xa dù gần, biết tên nhớ tên thì cũng đi thăm. Thì hỏi rằng vậy thầy có đi thăm cái ông mà cứ nhốt thầy trong cầu tiêu hoài không? Nó có thăm nhá, nhưng mà không nhớ mình nữa. Bây giờ tội nghiệp ông bị bệnh lãng rồi, ông còn không nhớ mình. Ông nhớ mình là ông từng nhốt mình ở trong toilet, ông không nhớ. Tuy nhiên mình vẫn đi thăm. Bởi vì nữa là mình biết rằng bây giờ mình biết rằng mỗi một những cái ngày mà coi như là khi mình biết ơn, mình nhớ ơn những người, thậm chí những người mà họ khiển trách mình, họ rầy dạy mình, hay là họ đuổi mình, xua đuổi mình, cũng làm cho nó là cái con người của mình nó giảm bớt đi, trừ đi những cái tự ngã, rồi cũng trừ đi những cái ngã mạn, rồi thậm chí nữa là họ đuổi mình đi để làm cho nữa là họ khiển trách mình, nó cũng làm cho mài mòn, nữa là làm cho mình nữa là cái khả năng nữa là gọi là đi vào đường cái lòng mình nó nhiều hơn. Họ dạy mình nhiều, tức là giáo đa thì thành quán, nhưng mà thật ra họ dạy nhiều á thì con người của mình nó có nhiều kiến thức, có nhiều kinh nghiệm. Bởi vậy thì được đi nhiều chỗ, biết nhiều thứ, làm được đủ thứ việc, là tại vì nghĩa là do mình phải bị khi lúc mình còn trẻ, lúc mình còn nhỏ phải thực tập, phải làm nhiều việc mà thật ra là đôi khi mình không cần phải làm, nhưng mà người ta muốn mình làm như vậy thì tự nhiên bây giờ mình biết nhiều, tức là cái nghề, tức là cái đa năng, cái công việc của mình, cái nào mình cũng có thể biết được. Còn nếu mà các vị thấy rằng những người hay là những đứa trẻ con hoặc những người mà được ấp ủ, nó được bảo bọc ở trong một cái nhung lụa hay là ở trong một cái sự tốt đẹp toàn diện nhiều quá, khi lớn lên rồi, khi va chạm cuộc đời rồi, đổ vỡ, nó đau đớn, không có sống được, mình gọi là không có ứng dụng được những cái hiện tại. Cho nên cái việc tu hành thì cũng giống như vậy. Nếu mà chúng ta thấy được, biết rằng thế giới biết ơn, bởi vì chúng ta hãy biết ơn những người đã khiển trách ta, vì họ giúp cho ta nó là tăng trưởng được định, tăng trưởng được tuệ. Chúng ta hãy biết ơn những người đã làm cho ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta càng mạnh mẽ hơn lên. Bởi vì mỗi lần đó là mình bị té, bị đau vậy, thì cái kiên trì, cái khả năng của mình nó mạnh hơn. Các vị nhớ người ta kể về con lừa không? Con lừa mà nó già rồi nó rớt xuống cái lỗ, người ta nói thôi bây giờ con già nó hết xài rồi, đâu có muốn kéo lên làm gì nữa. Mà con lừa mà nó rớt xuống lỗ rồi đâu có kéo là dễ dàng đâu. Rồi cuối cùng làm gì? Kêu súng người ta, súng kêu 5-7 người thử lấy giá rồi lấp đất chôn lại luôn. Cái nhà cứ mỗi lần lấp lên, đổ lên đầu, lên cổ nó, cứ mỗi lần lấp vậy, đứng lên, nó lên, nó bước lên, bước lên, bước lên. Cuối cùng đó là hay lấp ta bằng mặt đất rồi, nó lên ngoài luôn, khỏe luôn. Cho nên đó là chính những cái mà những cái đất cát, những cái sự vấp ngã, những cái sự mắng chửi, những cái gì ở trong cuộc sống cũng làm cho mình đó là giúp cho mình có được cái nền tảng lớn lên. Đọc cái này mới nhớ là có trong internet á, ông kia ông viết cái bài thấy thiệt là thê thảm á. Ông viết bài là ông nói nghĩa là thí dụ mà hai cái mà thầy nghĩ không biết là suy nghĩ con người thiệt là ghê gớm. Ông nói là cái mà cua, ông câu cua mà cua Mỹ với cua Việt Nam. Rồi các vị biết ông nói ông câu sao không? Ông nói khi mà hai người đi câu thì bên này có người Mỹ, bên này có người Việt Nam, mà bỏ mồi xuống câu cua, bắt được con cua nào á thì nghĩa là bỏ vào trong cái thùng cả tiếng hồ vậy thì câu được nhiều cua lắm. Mà em cái người Mỹ mỗi lần nghĩa là bỏ cua xuống rồi lấy đồ đè xuống, chứ cần lại chúng tôi là nó chui ra, nó đi ra. Còn anh Việt Nam bên này sao ngộ quá, anh câu cua rồi anh cứ thả vậy, anh không có thèm đậy nắp. Như kia cái lát người Mỹ này mới hỏi rằng ủa sao mà cũng câu mà cua bỏ vậy mà sao mà anh không sợ nó leo ra nó đi sao? Nó không, này là cua Việt Nam. Ủa tại sao cua Việt Nam mà sao nó khác cua Mỹ chỗ nào? Nó nói cua Mỹ á là coi như là phải mỗi cái mổ đè, tức là mỗi một cái con cua nằm xuống là làm nền tảng cho con cua khác kêu bằng là nó đi lên rồi là cái bay của nó. Cho nên ông này ông phải nhiều quá ông mới đè. Các vị biết ông nói cua Việt Nam phải vậy. Cua Việt Nam là sao? Cua Việt Nam là kêu bằng con kia, con này vừa leo lên con đỏ nó lôi xuống rồi, cho nên nó không có cần đẩy.
không cần đệ mà không có ra được con nào trên cái bông. Đó đó là họ nói rằng cái thế giới, hay họ nói của Việt Nam thì họ nói rằng cái con người mà mình gọi là một cái bản chất hay một chút nào đó văn hóa của mình vậy đó. Hay thấy người ta vừa lên hay chưa kịp gì là mới làm ăn vừa ấy ra rồi là cái bằng nhào vô lôi cho xuống hại. Cho nên như vậy mà không cần giữ, không cần giữ đâu. Ông là viết thiệt kỳ ngộ. Ông viết nghĩa là mình nghe nghĩa là thiệt là một câu chuyện mà là mình nhức đầu. Cho nên tại sao cái nền tảng của mình mà làm như vậy, hay người Việt Nam mình nó nghe người ta khen người nào thì thay vì đó đứng trên nền tảng của Mỹ là cái bằng phải gìn giữ chấp chồng họ đứng đi lên, nhờ cái nền tảng họ đi lên. Mà mình nó ngược lại hay nghe người ta vừa cái con nào thấy ông nói hãy thấy con nào vô thì con kia kịp ngoi lên là nó đã lôi xuống rồi, thành ra tôi khỏi cần đẩy nó cũng mất. Thầy đọc cái chuyện đó thì suy nghĩ được cái cuộc sống của mình, con người của mình cũng vậy, ngay cả bây giờ các chị biết không, thành ra là khi trong cái thành đạt hay khi trong cái bước tiến của mình, tại sao mình làm khổ được cái người này khổ người kia là vì cái ý niệm về chuyện đó mình không có giải thoát được. Nó làm mình rất là tội nghiệp. Là không hề có cái giống nào mà cua này mà cua Mỹ cũng không hề giống cái cua Việt Nam. Nhưng mà tại sao mà cái con người của mình và cái nền tảng về văn hóa của mình ấy, nó làm cho mình có những cái đó là cái dằn vặt và nói là xấu hổ thì ta là không biết có nên xấu hổ hay là không. Tại vì chúng ta hay nhìn ở một cái thế giới, ở một góc cạnh này, ở một cánh cạnh góc cạnh kia thì nó có những khi mà ta sẽ đánh các thì biết là người Việt với người Mỹ, người phương Tây nó có nhiều cái khác lắm. Mà khác những cái giống như mình nói vậy đó, tức là như người Việt Nam mình đó, người nước ngoài đó, mà hãy khen đẹp á là họ cảm ơn, còn người Việt Nam mình đó mà khen đẹp á họ không có cảm ơn đâu. Sao rồi đó, nói rằng ngược lại đó, giống như người Việt Nam mình đó, có những cái đó là công khai ở ngoài á, người nước ngoài phương Tây đó, thì không công khai, mình thì không lén, còn ở Việt Nam đó, ở đây đó, người ta đi tiểu người ta phải đi kiếm chỗ chống tiếng, còn mình đó thì làm công khai. Tiểu công khai gọi là đáy đường luôn, gọi là tiểu công khai không có sợ. Nó có nhiều cái ngược, cũng có cái nhiều cái ngược thì thấy hay, mà nhiều cái ngược thiệt là nó quá là kỳ lạ đó. Cho nên nghĩa là chúng ta suy nghĩ lại bản thân của mỗi người cũng vậy. Mà nếu mà thầy nói rằng nếu bây giờ thầy trở lại trong cái quá khứ của mình thì có nhiều cái tội lỗi, có nhiều cái lỗi lầm, và chắc chắn mình sẽ còn làm nhiều cái lỗi lầm trong hiện tại. Nhưng mà mình không thể nào nói rằng mình dứt bỏ được cái con người của mình hết. Không thể nào dứt bỏ được con người của mình. Cho dù đó là một cái tôi giả dối, cho là một cái tôi xấu xí, mình cũng không dứt bỏ được. Cũng như những người mà phải sửa soạn, phải make up, phải này kia. Thật ra rõ ràng khi phải sửa soạn, phải make up là vì họ thấy rằng có một cái gì nó không hoàn chỉnh. Nó không hoàn chỉnh cho nên cần phải hoàn chỉnh, cho nên vì vậy mà phải make up, phải làm, phải sửa. Còn thật ra là có những người gọi là không cần phải make up, không cần phải gì trên, bởi vì người đó là cái bằng nó đã xấu vậy rồi cho nên khỏi làm thêm nữa. Làm nữa nó cũng không có hay ho gì. Hay nói một cách khác á, là nếu mà chúng ta dán vào một cái gì đó thì tự nhiên cái đó nó trở thành một cái thói quen. Và nó giống như là tuy nhiên chính cái mà chúng ta nghĩa là tồn tại là chúng ta phải gìn giữ cái tôi, cho dù nó không hoàn chỉnh đó chúng ta phải làm để cho chúng ta có một chỗ dựa để coi là mình gọi là coi được á, thì bắt buộc mình phải trở thành cái chỗ nương tựa của mình. Nhưng mà chỗ mà thầy muốn nói đây đó là nếu mà trong quá khứ của mình á, mình cứ phải bị suy ngẫm mà mình hỏi một câu hỏi bầu chọn rằng trong tương lai mình sẽ làm cái gì á, thì chắc chắn người ta hồi nhỏ người ta sẽ không có bầu chọn mình trở thành một cái người có thể giúp được cho ai. Nhưng mà mình có thể làm lại. Trong đạo Phật nói rằng là cái sự nghĩa là sự tu tập, sự giác ngộ có thể nghĩa là chuyển hóa được, vì nó không có cố định tính, không có ai ra đời và không có ai có một cái mệnh đề gọi là không có ai phán cho mình một cái là mình phải như vậy, phải như vậy hết trơn, không cố định tính, do chính mình nghĩa là quân tập, chính mình làm cho mình phải bị vậy thôi. Bây giờ mình có thể gọi là quán kiểm được, cho nên nếu mà mình suy nghĩ vậy rồi mình thấy rằng cái giá trị của cái lòng tri ân, giá trị giờ cái lòng đó là hiểu biết về hạnh phúc cuộc sống. Và nói một cách khác hơn là nếu mà chúng ta có một cái nhận định sâu xa như cái lời Phật dạy thì chúng ta có thể làm được nhiều việc. Chứ mình
có nói rằng tại vì bây giờ mình hồi xưa ở Việt Nam hoặc ở chỗ nào đó mình khá, bây giờ qua đây mình nghèo, rồi qua đây ai cũng công nhân thì nó mình tu không được. Rồi thậm chí đôi khi mình nói rằng đó là qua đây rồi đó là cái việc tu hành của mình nó bị bê trễ, tại vì nó có nhiều cái sự vướng bận, nào là thời gian, nào là thời tiết, rồi đường xa. Thật ra tất cả chúng ta có hàng trăm, hàng ngàn cái để mà mình có thể là đổ thừa. Đổ thừa, nhưng mà khi cái việc gì nó đến rồi thì mình không đổ thừa được. Khi vô thường đến không có đổ thừa được, không có hẹn mình được. Giống như là nói rằng đó là nếu mà thật tử thần mà kêu canh năm này chết hay canh ba chết, mình không có hẹn mà cho tôi tới nữa là canh năm, không có hẹn gì được. Cho nên đó, một cái người kia đó sắp ra đi rồi đó, nói rằng bệnh ung thư, báo cho biết nữa là tử thần, nói rằng một năm nữa thì ảnh còn nghĩ rằng một năm nữa, theo như là bác sĩ nói là cũng như là tử thần rồi. Nhưng mà có những cái người ta không có báo, không báo. Có nhiều người đi vào nhà thương không kịp ra nữa, một lần đi là không có trở lại, thì mình sẽ làm sao? Thậm chí là ảnh xin nữa là cho tôi nữa là cho tôi thêm một tuần lễ nó không được, cho tôi nữa là có thời gian để chia gia tài cũng không được. Đến cho đến nữa là phút cuối cùng đó, thậm chí là chỉ xin được miếng giấy cái viết, hỏi làm gì, đi viết di chúc thôi, cũng còn không còn kịp nữa, thì nắm cái viết lên là đã không còn đủ sức, không còn suy nghĩ được, cũng không có viết được là mình sẽ viết được cái gì nữa rồi. Đến một lúc nào mà mình gần như ra đi rồi là thần trí mình hoang mang, không còn nghĩ đến điều gì nữa, kể cả cái mà mình gọi là niềm tin cao thượng nhất, là niềm tin của gì, của Đức Phật hay là của Chúa, mình cũng chưa chắc mình nhìn giữ được trong giờ phút đó. Cho nên muốn vậy đó là trong cái mà hiện tại, trong cái hôm nay, giống như thầy nói là các vị có thể thấy được mình còn có thể ăn, mình còn thấy ngon à, rồi nữa là thức dậy mình còn thấy mình sống, mình có chút có tiền hay mình xài, hay mình có thể đi tới đi lui được mạnh mẽ, chân rồi mình thấy mình khỏe khoắn, là mình thấy đó là vô số điều nữa là mình phải biết ơn, và vô số điều mình cảm thấy mình hạnh phúc. Chứ rồi đến một lúc nào đó rồi các vị thấy rằng mình mà thay hàm răng giả, hoặc mình thay nhiều răng giả rồi mình ăn không thấy ngon lành, ăn rau sống cũng không còn thấy ngon nữa, chỉ có được một điều là ăn xoài nó không ê răng thôi, chỉ thôi, chỉ có một điều ăn xoài sống không ê răng nữa thôi, tại vì nó không còn gì để cảm giác nữa. Chứ còn nữa là không có hạnh phúc nữa, các vị thấy rằng không có hạnh phúc nữa. Cho nên ngày xưa đó là thầy sư ông Nhất Hạnh, ông nói rằng nếu mà người ta nghĩ rằng tịnh độ mà nó giống như trong kinh nói đó thì ông không có về, tại vì tịnh độ không có hạnh phúc. Hỏi sao vậy? Tại vì cây bằng vàng, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não nó cứ ngắt các vị biết không? Mình đi vô trong chỗ mà mấy cái lăng tẩm Huế mình nhìn thấy họ đều cành vàng lá ngọc, có gì đâu quý giá đâu, không hay ho. Trên lá là mình phải nhìn thấy mỗi ngày nó đổi lá non, rồi nó mượt mà, rồi gió thổi, rồi cây nó tươi này kia, hoa nó nở, rồi có ong, rồi có bướm, rồi nghĩa là có cảnh sắc thì mình mới thấy nó đẹp chứ. Đằng này nó về tịnh độ, trời ơi, đất nó bằng vàng đi, nó trợt té chết cha luôn. Ở đây bây giờ nó không có vàng nó, mình cũng quý giá, thấy một vàng nghĩa là kiếm được một lượng, rồi khổ cực cái là để một vàng quý giá, rồi đeo được một cái dòng vàng rồi cảm thấy cao cấp. Nhưng mà đó, đất nó bằng vàng rồi nó quá tầm thường rồi, cái gì thấy không, đất mà cái bằng vàng sao mà cuốc cho lên được. Cho nên vì vậy mà nói là lưu ly pha lê sẽ cười mà não đó, là nếu mà tịnh độ suy nghĩ mà nó cứng nhắc vậy là tội nghiệp tịnh độ quá đi. Tội nghiệp tịnh độ, ai mà về cái cõi đó cõi chết rồi, cõi mà cái bằng đó là lưu ly pha lê sẽ cười mà não làm bằng đủ thứ hết trơn, vậy thì không có hạnh phúc nữa. Đây cũng là một cái ý nghĩ để cho mình có nhận thức được rằng đó là nếu trong thực tại mình có hạnh phúc, có an ổn thì mình thấy được nó là tịnh độ, là cực lạc, chứ không phải là có một cảnh giới nó được design theo kiểu đó đâu. Hay nói nếu mà trong Phật giáo mình gọi là cái phần có một cảnh giới mà đã được gọi là đã được đó là order sẵn vậy đó, để sau khi tôi về tôi được vậy là trong Phật giáo không có cái đó. Trong Phật giáo không có điều đó. Bởi vì trong Phật giáo điểm chính của Phật giáo là từ bi và giác ngộ, tức là tuệ giác. Cho nên ở chỗ này chúng ta cũng hiểu được rằng nếu mà mình nghe lời của Phật dạy, mình nói mình qua đây mình nghèo quá, mình là người dân thường mình không có tiền, mình thất nghiệp này kia, rồi mình làm sao mình bố thí mình cho ai, nó không
mình cho được nhiều thứ lắm. Mình cho được ánh mắt, mình cho được nụ cười, mình cho được cái lòng khuyên nhủ, mình cho được sự nhẫn nại. Nghĩa là giống như mình bố thí nhang, rồi mình bố thí nghĩa là một lời khen, rồi mình bố thí một cái lòng, một cái lòng quảng đại, lòng bao dung, đều bố thí hết á. Bởi vì mình có rất nhiều và mình có một cái tiềm năng rất lớn về về tình thương, về tình cảm, một lòng bao dung trong này, nghĩa là lấy hoài không hết. Nói rằng giống như nói rằng mình có sức mạnh của tình yêu, vậy là mình có tình yêu lấy hoài không hết, một nhà băng này không bao giờ dùng hết cả. Cho nên mình phải đem này ra để mình cho, chứ mình đừng có nói rằng là tôi nghèo lắm, có gì đó là phải kiếm mấy người có tiền thì tôi nghèo lắm. Thật ra vậy, những người mà có thể nói rằng có tiền thì họ càng gì càng nghèo hơn. Cho nên là họ có tiền rồi, các vị khi bắt đầu họ có tiền rồi, mình thấy rằng mình con người mình nó khác liền. Có tiền rồi thì mình không muốn gần mấy người nghèo. Rồi có tiền rồi là mình thấy rằng là mình xài kỹ lưỡng hơn. Có tiền rồi là mình thấy là mình muốn chọn lựa những cái món đồ mà khó khăn hơn, khó kiếm hơn. Cho nên càng lúc mình càng trở thành con người mình nó keo kiệt, nó xấu xa, không có rộng rãi. Cho nên do đó mình tập lần ở đây, mình nói rằng nếu mình biết ơn được nhiều cái. Biết ơn nữa là kể cả những người mà có thể đánh đập mình nhỏ, họ đánh đập mình vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nghĩa là họ đã trui rèn, hay là họ giúp cho mình trả cái nghiệp, trả cái quả. Mà tại sao họ đánh mình? Tại vì cái nghiệp của mình bị đánh, cái mặt của mình đang bị đánh. Có nhiều người đó không biết tại sao họ thấy tôi ghét, trời, cái mặt mình thì đúng bị chửi, thấy cái mặt mình cũng chửi rồi đó. Có nghĩa là mình phải thể hiện được cái gì đó. Nên lần trước mình kể chuyện đó, ông thầy đó là có đứa học trò mà đó là chuyện xưa, chuyện tàu đó, đi lên đến chợ, đi chợ nó bị người ta nghi ngờ là ăn trộm, bắt lên quan, quan nghĩa là hành phạt đánh trầm trọng, cuối cùng quan trả được về. Về nghe kể cho mà thầy bắt đèn không đánh nữa, hỏi tại sao vậy? Đánh không phải gì cái tội nó ăn trộm, mà đánh thì tội gì nó, tư cách của nó thể hiện sao mà dòm có thấy cái mặt thằng ăn trộm. Không, mình phải là lấm le, lấm lét, nghĩa là mình phải láo liêm thì người ta mới nhìn mình ăn trộm. Thế là cái nghiệp của mình nó thể hiện ra điều đó. Cho nên nếu mà ngày nhỏ mình bị đòn, bị này, bị kia là mình thể hiện, mình phải trả nghiệp, mình cảm ơn. Cảm ơn những người đó đã giải tỏa, đã làm cho mình vơi đi được những cái nghiệp. Chứ mình đừng than thân trách phận, hay là nói rằng là nếu tôi là như vậy là coi như suốt đời tôi sẽ không làm nên sự nghiệp. Không phải vậy đâu. Mình có thể thay đổi, mình có thể là sống là cho xứng đáng như một người cha, sống cho nên người, sống cho chân thật, sống không có dối gian, thì tự nhiên mình có thể làm lại cuộc sống của mình. Mình có thể hy sinh được nhiều thứ. Cho nên cái ngày mà cuối năm đó, thầy cũng mong rằng các Phật tử chúng ta đó, mỗi ngày đó chúng ta đi vào cái thế giới của tuổi đời của mình, mỗi người nào cũng lớn hết, mỗi năm rồi coi như năm bó, rồi sáu bó, rồi bảy bó, cứ đếm tới thì mà các vị biết là các bạn, nếu mà từ tuổi 60 trở lên á, là tính thời gian bằng tháng, bằng năm. Mà tuổi 70 trở lên á, là tính bằng tuần, bằng ngày. Mà tuổi 80 trở lên là tính bằng giờ, bằng khác. Tính như vậy đó. Sống được giờ nào là mừng giờ nấy. Không có ai mà bảo đảm được hết trơn. Không có ai mà tin chắc được là cái gì có thể xảy ra đó. Cho nên nếu mà mình có hạnh phúc được là mình hạnh phúc ở trong hơi thở, hạnh phúc ở trong nụ cười, hạnh phúc ở trong lời nói, hạnh phúc trong việc làm. Mà mỗi cái mà mình gọi là cái giá trị của nó là bây giờ nè, chứ không phải nói rằng mình phải đợi tới, nó là lúc nào mình mới có hạnh phúc. Cũng như nói rằng đợi tôi về tới tịnh độ tôi mới có hạnh phúc, không phải vậy đâu. Tịnh độ mà nói mà cứ ngắt hết đỉnh rồi là các vị lên đỉnh rồi là không còn cái gì để chơi, không còn gì để ham muốn đó. Bởi vậy có nhiều người họ nói nhiều câu chuyện có vẻ như đùa, ăn Osawa khổ hạnh nhé, tức là nói là để trị bệnh nó ăn gì nào là mỗi ngày không được uống quá nửa lít nước, nữa là không được ăn cái gì đâu, chỉ có muối mè với gạo lứt không thôi. Trái cây không được ăn gì, không ăn chết được sướng hơn. Nói thiệt, cái đó còn bệnh hơn cái tôi đang bệnh nữa. Quá đi là cho mình nó vượt quá đi. Thì ra khi nào mình đang bệnh thì mình muốn trị bệnh trong một ngày, một tuần thì mình nên làm. Tiếp còn thì ra cuộc đời nó không còn gì gọi là chút gọi là hương vị của cuộc sống. Thì sống làm gì? Không gì mà các bạn cà phê không được uống, rượu không được uống, thuốc lá không được hút, rồi phấn son không được xài, cái gì cũng không được hết trơn á. Nó tóm lại nó còn vậy sống đợi làm gì, sống làm gì nữa, chán quá. Không có một chút xíu đó là một chút xíu để người ta vui, một chút xíu nữa là các bạn hương phấn cuộc đời, nó cũng nói cấm luôn, không cho hết thì thôi, vậy sống làm gì.
mà phải ông Ozawa ông sống lâu quá, ông sáu mấy 70 tuổi cũng chết. Ozawa ăn dưỡng sinh rồi ông chết sớm hơn người không dưỡng sinh nữa. Có nhiều bà ở đây đâu có thấy dưỡng sinh gì đâu, nhưng mà thiện trong 90 mấy tuổi không có theo Ozawa, mới ăn gạo trắng không thể mang gạo lứt không chết. Cụ kia là 95 tuổi nữa, này làm sao kiếm tôi sống hoài mà sao nó không chết. Nó nói vậy đó thì mình mới thấy là thật ra thì cuộc sống mình nó có giá trị là gì. Mình thấy có sự thật hạnh phúc, có sự an ổn. Muốn có sự an ổn thì chúng ta định lại hai cái vấn đề mà chúng ta muốn nói hôm nay. Vấn đề thứ nhất á là chúng ta có thể làm lại cuộc sống chúng ta, tức là mình gọi là renew nó lại không, hay là renovation nó lại, tức là thay đổi lại. Có thể là quá khứ mình thế nào mình không cần phải nhắc, không cần phải suy nghĩ. Có thể là quá khứ mình hồi trước mình là cái bằng công nương mình giàu có lắm, nhưng mà không sao á, mình có thể làm lại hết. Có ai nghĩ một cái người con gái, một người bán trồng nho đồ ở ngoài Tasmania giờ làm tới công nương xứ Đan Mạch, mà muốn làm tới hoàng hậu Đan Mạch không? Nếu bây giờ nhìn nhiều quá khứ ra cái nhỏ nó trồng nho, cha trồng nho đâu có ra gì vậy, bây giờ nó làm tới công nương, nó đi đâu nữa là đưa đón đàn bà cái ghê gớm lắm, ai biết được cái chuyện đó. Nói công chúa Lọ Lem, ở nước Úc mình cũng có công chúa Lọ Lem, Việt Nam mình cũng có công chúa Lọ Lem. Tuy nhiên điều chúng ta muốn nói rằng chính chúng ta có thể làm lại con người chúng ta bằng cái gì? Bằng ý thức những cái hạnh phúc mà chúng ta có được hôm nay. Và muốn có hạnh phúc này chúng ta phải tri ân được nhiều cái gọi là niệm ơn mà mình phải cưu mang, trong đó ơn cha ơn mẹ ơn thánh thần dưỡng dục, rồi ơn nữa là đàn na tín thí, ơn nữa là không khí đất trời hoa cỏ, tất cả vô lượng ân tình đã giữ chúng ta có sự tồn tại hôm nay, nhất là cuộc sống mỏng manh này bây giờ mình còn sống, chứ mình đừng có coi thường nó. Những cái người tuổi trẻ, những người này kia tội nghiệp, họ thấp thoáng họ đi rồi, có mình thấy mình tiếc túi họ. Họ không có được cái cơ hội nghĩa là làm được nhiều việc, họ không có cơ hội nghĩa là cống hiến, và không có cơ hội để có thể là tồn tại và thấy được cái hạnh phúc của thế giới họ đang có. Còn nếu chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta trải qua một cái thời gian 30 năm, 50 năm, 60 năm rồi đó, mà chúng ta thấy rằng ngày hôm nay mình vẫn vui vẻ, vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, vẫn này kia đó, thì mình thấy rằng mình có giá trị của kiếp nhân sinh. Giá trị kiếp nhân sinh là bây giờ ở đây. Cho nên bây giờ nó tháng 12, rồi nó sẽ qua tháng 1 trở lại. Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Điểm quan trọng là cứ một năm vậy mình thấy rằng mình có rất nhiều việc để mình làm, và mình đó là nâng cao được trình độ và mình hóa giải được nhiều vấn đề, thì coi như vậy mình không có tiếc nuối nữa. Và chính điều đó không làm cho mình đau nữa, không đau nữa. Ngày mình ra đi mình nói là đã xong hết rồi, mỗi năm tôi sống trọn vẹn rồi, trọn vẹn với cha với mẹ với vợ với chồng con cái, trọn vẹn với thầy bạn, trọn vẹn với cuộc đời. Cho nên lúc nào mà mây nó tan thì là đi, tức là một mai vô thường đến thì mới biết mình trong mơ không có gì nữa hết. Chúng ta dừng lại ở đây và mong rằng những ngày cuối năm sẽ mang đến cái niềm bình an thực sự cho tất cả các Phật tử. Niềm bình an này đó không phải ai có thể mang lại, mà chính chúng ta ý thức và chúng ta sử dụng nó. Ngủ dậy, thức dậy, các vị cảm ơn cuộc đời, bởi vì chúng ta có thêm được một ngày mới để hiểu biết, để yêu thương, để chia sẻ, để cống hiến. Và đừng bao giờ để mình phải tiếc nuối cả, vì những tiếc nuối đó nó sẽ làm vướng bận, nó sẽ làm cho mình phải khổ đau. Đừng có ước gì, đừng có ước trúng lô tô, ước gì, đủ thứ ước hết cả. Đừng ước nữa, mà hãy còn bây giờ chúng ta nói là nghĩa là đứng lên lại Phật, quỳ xuống mà nghe khỏe là thấy mình cũng hạnh phúc rồi. Cho đến một lúc nào đó mình đứng lên quỳ xuống không nổi, hoặc là phải thay mấy cái đồ giả đôi khi không thấy, không còn được đủ đàng hoàng, thì nó đó là một sự tiếc nuối. Bây giờ chúng ta phải làm gì nữa? Chúng ma sanh na lo ba ni ma thề nguyện a đồ vi na na lo ko tăng ma thề nguyện a đồ.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.